Thưa quý vị, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, nhất là đợt giãn cách lần thứ tư, khi tỉnh quyết định áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16 với cấp độ cứng rắn, dứt khoát và triệt để hơn. Số người đi đường cũng không còn nhiều như lúc trước, bởi ai cũng hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Cuộc sống người dân đã có sự thay đổi nhất định trong sinh hoạt đi lại, giao tiếp đã hạn chế ở mức tối đa. Để góp phần đạt được kết quả này, Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị 16 cũng như các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trên các tuyến đường cả ngày và đêm, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phân chia thành các tổ liên tục tuần tra, kiểm soát để đảm bảo chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chính vì vậy, ý thức chấp hành của người dân cũng được nâng lên. Tại thành phố Vũng Tàu trước đây luôn chật kín du khách xếp hàng rồng rắn vào các khu vui chơi trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng bây giờ thì ngược lại, đường phố vắng lặng, hầu hết người dân ở trong nhà khi thành phố giãn cách xã hội. Là một trong những địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất trong tỉnh, hai tháng qua, lực lượng công an cũng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngoài các tổ kiểm tra phòng dịch ở các phường, xã, công an thành phố còn cử cán bộ chiến sĩ tham gia tổ tuần tra kiểm soát cơ động phòng chống dịch COVID-19. Công an thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Đến nay, tình trạng người dân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh giảm hẳn. Quốc lộ 51 ngày thường, mật độ phương tiện lưu thông dày đặc và là điểm nóng về mật độ ùn tắc giao thông, thì nay luôn thông thoáng. Phần lớn các phương tiện giao thông trên tuyến đường này là xe tải, xe container vận chuyển hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho người dân các vùng đang bị phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Chốt trực bảo vệ vùng xanh ở tổ 6 thôn Tân Trung, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Buổi tối là thời điểm các xe tải đến nhận rau, củ quả cung cấp cho người dân. Nếu không có lực lượng chốt trực kiểm tra thường xuyên nơi đây, thì rất khó kiểm soát được dịch bệnh trong khu vực này. Chính vì vậy, địa phương đã lập chốt trực và các dân quân, công an phối hợp với nhau trực 24/24. Tất cả người ra vào đều phải kiểm tra chặt chẽ về mặt giấy tờ, phiếu xét nghiệm, nơi đi cũng như nơi đến. Làm trực từ 12 giờ tới 6 giờ sáng để duy trì cái lượng người qua lại các xe lưu thông trên vùng xanh. Và buổi tối thì cái lượng người ra vào rất ít. Có những cái xe của doanh nghiệp họ đi chở rau, họ hoạt động, còn xe máy thì họ ít ra vào. Chỉ có những người họ đi làm ở trong cái khu vực của doanh nghiệp đó họ mới được quyền đi. Còn những người dân thì họ không được quyền đi ra ngoài. Cái người ra ngoài phải xuất trình được giấy test và cái lộ trình đi và ra ngoài với lý do gì để ra ngoài và theo áp dụng cái chỉ thị 16. Nếu trường hợp ra ngoài không lý do thì em sẽ lập biên bản. Trên quốc lộ 55, số lượng phương tiện giao thông cá nhân trên đường khá thưa thớt, chủ yếu để mua nhu yếu phẩm. Đi lên ngay chỗ tiệm thuốc tây, ngay chỗ Đức Mạnh này nè, mua thuốc uống. Không đi được đến thành phố, bây giờ phải đi mua ở đây nó uống đỡ. Ngày mai cô đến ủy ban của mình á, cô làm một cái tờ đơn để mà xin đi lại đi mua thuốc cho dễ nha cô. Chứ đúng, mình cầm cái đơn thuốc này ra tóm chấp nhận nha cô. Đúng rồi, cái kỳ trước á, một tuần rồi, một tuần cô xin được một tuần rồi, cái kỳ này bắt đầu nó hết đi rồi không có dám đi. Thì đó, mình ghi cho cô lần này thôi nha. Rồi lần này lần thôi. Sau mình phải mang giấy theo. Rồi cô. Đúng rồi, cô cũng có giấy nữa. Cô có giấy ở cái xã kỳ bữa hồi con có giấy của cô. Đây nè, đây nè, bữa xã cho nè. Cô đi rồi. Bỏ muối vô quán này nè, với lại cô có xin giấy đi đường của hổm nè. Có giấy tờ đi thì cô cứ đi nhá. Dạ, cô trong anh chỉ thị 16 rồi, không vấn đề cô. Dạ, rồi, dạ, ông ơi, cô đi. Bỏ ở đây về liền. Dạ, rồi, cô đi ạ. Trong ngày thực hiện ai ở đâu ở yên đó, tất cả các tuyến đường vắng vẻ lặng yên, người dân chấp hành nghiêm các chỉ đạo phòng chống dịch. Chỉ có các lực lượng thực hiện công vụ được phép lưu thông trên đường. Tất cả đều hướng tới mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, mong muốn sớm trở lại cuộc sống thường ngày.